Xin chào anh Tony. Dạ. Hôm nay được rất hân hạnh được gặp những gặp anh cả trong làng nghề chứng khoán, thì em muốn đặt câu hỏi là đầu tư chứng khoán khó hay dễ? Cảm ơn thầy Lê, cũng cảm ơn tất cả anh em hôm nay đã đặt câu hỏi. Nó dễ nhưng mà nó thành khó. Nó dễ thành khó thì ở đây mình chia làm hai phần. Mình thấy là đối với nhà đầu tư ấy, thì mình cho là vị thế nhà đầu tư là dễ hay khó mới là quan trọng. Tức là nếu mà đầu tư với tâm thế nó ổn định, tức là đừng có mong giàu nhanh, bởi vì không có cái gì dễ cả. Dễ thì nó đối với người dễ mà khó nó có. Nếu mà bạn có một số tiền đầu tư mà xác định được cái bước đi nó chung dài hạn thì nó thành dễ, bởi vì là bạn gửi tiền ở đâu thế thôi. Bây giờ gửi tiền tiết kiệm, bây giờ suốt ngày giảm lãi này, bây giờ như Vietcombank hình như bây giờ chỉ còn khoảng trên 5%, đúng không? Thế với một đầu tư chứng khoán, người ta có thể mang lại cho bạn, nếu chọn mã tốt thì có thể hy vọng khoảng 20%. Mình không tính là chuyện đòn bẩy nhá. Còn ví dụ bạn nào gọi là thích chơi cái kiểu là một là xanh cỏ hai đỏ ngực thì là cái rủi ro như thế nó càng lớn rồi, nó không phải là đầu tư nữa rồi. Đầu tư tức là mình như là mình mua cái nhà hay đầu tư chứng khoán, nó phải đầu tư bằng tiền thật của mình, đúng không ạ? Và mình chỉ mong muốn là 20% thôi, 15-20%, thế đó là nói thật so với cái lợi nhuận của các quỹ cũng đã là quá mong ước rồi, thì nó là dễ, đúng không ạ? Nhưng khó nếu mà bảo anh ơi em có 200 em muốn cuối năm em làm được 2 tỷ cơ, cái này thì anh khó, đúng không ạ? Không phải là em khó mà anh cũng khó. Đấy là về góc độ nhà đầu tư. Còn đối với góc độ anh em môi giới mà nói thì mình khuyên hơn một câu là gì, chỉ có đúng một câu thôi: đã đầu tư thì đừng làm nghề, mà đã làm nghề thì đừng đầu tư. Mà tư mà trong cái môn ấy, mình gọi là hơi phủi tí là môn cờ bạc ấy, cờ ngoài bài trong, đầu óc sáng lắm. Tức là như tôi đây, tôi chỉ ngồi tôi chém thì đầu óc tôi sáng, nhưng mà tôi mà dính vào đánh đấm là tôi lại nghĩ khác ngay. Thế nên là hỏi ông nhân có đầu tư không, sao anh biết nhiều thế anh không đầu tư, thì mình nói luôn là mình không đầu tư, mình chỉ có ngồi chém, mình chỉ có xem mà mình đưa ra tư vấn khuyến nghị thôi, chứ tôi không đầu tư gì cả. Đấy, nên hỏi là rất nhiều câu hỏi lại nói là thế sao ông biết nhiều thế, ông không đầu tư cho ông đi, ông việc gì phải đi tư vấn cho ai? Bảo không, cái này nó là nghề, nó là nghiệp. Nghiệp này thì ở khẩu, nói ra linh tinh mà ảnh hưởng đến nhà đầu tư là để người ta mất tiền, cái này là cũng là người ta gọi là khẩu nghiệp, là như thế. Nên là tôi cho là đầu tư chứng khoán dễ đối với người dễ và khó đối với người khó, thì tôi cho là thị trường chứng khoán này làm kênh đầu tư rất tốt. Khuyến nghị anh em là nếu có tiền thay vì gửi tiết kiệm với lãi suất rẻ và thì nên trích ra một phần đó chuyển vào kênh đầu tư, ví dụ như đầu tư chứng khoán hoặc mua trái phiếu, đúng không ạ? Hoặc là tham gia một số hình thức tài chính khác an toàn, cao hơn lãi suất tiết kiệm. Và kênh đầu tư chứng khoán tôi vẫn cho là số 1. Thế thôi ạ. Rất cảm ơn anh. Vâng, chúc anh luôn thành công hơn nữa. Vâng, cảm ơn thầy Lê. Xin chào các bạn, chúng ta hôm nay đến với một căn bếp mà rất là lung linh, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở đây là ai nhé. Xin chào mọi người, mình là Thúy Hiền, mình cũng là nhà đầu tư, cũng là một chuyên gia tư vấn trên thị trường chứng khoán. Mình kinh nghiệm của mình được 10 năm rồi. Đấy, cũng có một phương pháp rất là đặc biệt, đó là sử dụng sóng Elliott. Thế sau một cái thời gian mà chị làm nghề thì bây giờ là chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái việc đầu tư chứng khoán khó hay dễ? Nói thật đấy, là đầu tư chứng khoán rất khó. Khó là gì? Khó đối với những ai mà chưa có nền tảng kiến thức. Kiến thức về doanh nghiệp, kiến thức về như Thúy Hiền vừa kết hợp giữa phân tích doanh nghiệp và phân tích kỹ thuật. Đó là khi mà mình tìm được một doanh nghiệp tốt, mình sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để mình tìm những điểm mua và những điểm cho lời tốt nhất dựa trên sóng Elliott. Thực sự thì cái việc đầu tư chứng khoán này thì em nghĩ đối với người phụ nữ em nghĩ sẽ vất vả hơn, đặc biệt là chị có thể đang cân bằng được giữa gia đình và công việc. Chị có thể chia sẻ hơn về cái việc là để làm sao cân bằng được cái việc giữa đầu tư chứng khoán, làm nghề chứng khoán và giữa với gia đình nữa. Đúng là cái này cũng rất là khó. Rất là khó, nhưng mà nếu mà thật sự ấy, đối với chứng khoán ấy, là nó là niềm đam mê đối với Thúy Hiền ấy, thì Thúy Hiền thật sự là từ năm 2000 nói thẳng ra là Thúy Hiền bắt đầu chia sẻ những cái phân tích của mình trên thị trường từ năm 2016.
Đấy, thì mình cái thời gian đó mình về đến nhà, những cái công việc bếp núc gia đình xong xuôi hết là mình dành cái hết cái thời gian để cho công việc. Thậm chí có những bài phân tích của mình phân tích từ 4 giờ sáng và 6 giờ sáng mình post bài lên. Nếu mà các anh chị có thể mở những cái Facebook của Thúy Hiền từ năm 2016, 2017 sẽ có rất nhiều bài phân tích. Nhưng do năm 2019, 20 Thúy Hiền thiên về quản lý nhiều hơn cho nên là cái sự phân tích nó hạn chế và sẽ nó được ngắn gọn và xúc tích hơn. Vâng, rất là cảm ơn chị và chúc cho chị ngày càng thành công và hạnh phúc cũng như luôn luôn xinh đẹp. Cảm ơn em. Thúy Hiền cũng xin chúc rất nhiều nhà đầu tư hãy tìm cho mình một phương pháp. Khi mà mình có một phương pháp rồi thì mình đầu tư rất là hiệu quả. Chúc xin chào anh chị. Xin chào các bạn và xin chào anh Huy người cát. Gặp gỡ anh và muốn đặt câu hỏi với anh và mong anh chia sẻ. Thực sự đầu tư chứng khoán khó hay dễ? Thực sự thì tôi khuyên thật mọi người là đầu tư chứng khoán rất khó và chúng ta phải chuẩn bị cho mình kiến thức, kỹ năng rất kỹ để có thể chiến thắng và tồn tại trên thị trường. Những môn học bắt buộc đó là phân tích kỹ thuật và phân tích tài chính. Nếu ai là chủ doanh nghiệp thì đấy là một điều rất là tốt cho những người có thành công trong tương lai. Thì tôi luôn nhắc nhở mọi người, bạn bè tôi và những người đầu tư cùng tôi hoặc khách hàng của tôi rằng chúng ta phải học tập, rút kinh nghiệm từ những trận thua, kể cả những trận thắng để hoàn thiện bản thân mình. Vì thị trường chứng khoán là đấu trí, đấu sức, đấu tiền. Chúng ta sơ sẩy là chúng ta sẽ thua. Và chúng ta vui mừng quá, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định không sáng suốt, cũng thua. Vì vậy, hãy biến mình thành người chuyên nghiệp với tâm trí bình thản trước mọi biến động, tăng hay giảm. Chỉ có vậy chúng ta mới thành công được. Rất cảm ơn anh Vi người cát đã chia sẻ rất là tâm huyết. Chúc anh ngày càng thành công. Cảm ơn Thái Lê. Xin chào anh Công Tuyền. Chào Thái Lê. Cho em hỏi anh một câu được không? Theo anh thì đầu tư chứng khoán khó hay dễ? Thực ra là cái câu hỏi này của em nó mới là câu hỏi khó. Thưa các anh chị thì và cũng như Thái Lê thì theo anh thì thấy rằng là đầu tư chứng khoán nó cũng vừa khó và nó cũng vừa dễ. Nó khó là đối với lại những anh chị mà chúng ta hay theo các cái trường phái đầu tư nhưng mà lại theo cái trường phái đầu cơ mà đánh đấm nhiều. Còn dễ là sao? Bởi vì dễ là như Công Tuyền cảm thấy rằng là đặc biệt là những anh chị mà đầu tư chứng khoán mà đặc biệt chúng ta dùng bằng cái tiền mặt của chúng ta ấy, mà chúng ta chọn được những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp tốt mà hàng năm vẫn làm ăn gia tăng lợi nhuận và đồng thời trả cổ tức cho nhà đầu tư thì là các anh chị sẽ được đúng theo cái bản chất đầu tư đấy, là chúng ta sẽ được về cái lãi suất kép, vừa là chúng ta được về cái phần cổ tức, đấy là doanh nghiệp làm ăn tốt để người ta trả cho chúng ta. Và cái phần thứ hai đấy là cái biến động thị giá, bởi vì khi doanh nghiệp làm ăn tốt và kèm theo đó là nền kinh tế của chúng ta bắt đầu tốt lên thì các nhà đầu tư người ta sẽ đánh giá những cổ phiếu rất là tốt và chúng ta tự nhiên là chúng ta sẽ đúng bản chất đầu tư là lãi suất kép. Và đấy thì Công Tuyền nghĩ rằng có thể là một cái trường phái dễ. Và như thế là chúng ta sẽ tổng hợp lại cả hai trường phái thì Công Tuyền thấy rằng là sẽ tùy từng cái giai đoạn để mà chúng ta linh hoạt trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Và Công Tuyền thấy rằng bây giờ hiện tại cũng đang có rất nhiều các phương pháp đầu tư để cho các nhà đầu tư để chúng ta có thể dựa vào các trường phái đấy và có rất nhiều các cái diễn giả giỏi ở trên YouTube, trên Facebook có thể là hướng dẫn các nhà đầu tư về một cái khoản đầu tư được. Công Tuyền cũng thấy rằng đặc biệt như kênh Ichimoku ITP của anh Trịnh Phát cũng làm kênh cực kỳ nổi tiếng từ xưa đến nay rồi thì các anh chị có thể tham khảo cái kênh đấy để các anh chị đầu tư. Hoặc các anh chị hãy theo dõi cái kênh của Công Tuyền Avat chia sẻ về một cái phương pháp đầu tư theo dòng tiền và đầu tư theo sóng alert thì nó cũng có chia sẻ những cái phương pháp đầu tư đó với các nhà đầu tư để chúng ta cập nhật và chúng ta nhận định thị trường nó được một cách sớm nhất và nhanh nhất. Vâng, rất cảm ơn anh đã chia sẻ cho nhà đầu tư. Ok, cảm ơn Thái Lê. Đầu tư thành công. Ok, cảm ơn Thái Lê. Xin chào các bạn và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu về bản thân. Xin chào tất cả các quý nhà anh chị đầu tư. Em xin giới thiệu, em là Lê Anh Quân.
thì em cũng là người mới đầu tư chứng khoán được có vài năm thôi, cũng mới chuyển sang làm người môi giới. À hay quá. Thế sau một thời gian đầu tư cũng như làm nghề thì bạn có thể chia sẻ là cái việc đầu tư chứng khoán khó hay dễ? À, theo em thì là đầu tư chứng khoán thì nó vừa khó và vừa dễ. Tại vì là em nghĩ là rất nhiều quý anh chị nhà đầu tư thì mình thường hay có cái sự nhầm lẫn rất lớn giữa đầu tư và đầu cơ. Em nghĩ là việc nếu mà mình đầu tư, mình cầm các cái mã lớn, ví dụ như là Vietcombank chẳng hạn, thì một năm mình có thể là ra được cái lợi nhuận nó hơn ngân hàng, hơn là lãi suất ngân hàng cái tầm mà 5 đến 6 đến 7% mình có thể đạt, kỳ vọng đạt được 10 đến 20% là chuyện đấy, như khá là dễ. Nhưng mà rất nhiều anh chị muốn làm 10 20% trong chỉ khoảng 1 tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng thì bắt đầu chúng ta là dùng đến margin chẳng hạn. Đó thì việc đó nó ấy, gây ra một cái rủi ro và lúc đó nó không còn là đầu tư nữa. Đó thì em thì đấy là cái quan điểm của em. Rất cảm ơn em. Chúc cho em thành công hơn nữa trên cái con đường phát triển cái công việc hiện nay cũng như khoản đầu tư. Dạ vâng. Anh Trịnh Phát và anh Thái Lê sẽ thành công trong cái làm YouTube các thứ để chia sẻ cho anh em nhiều cái giá trị hơn nữa để trong thời gian tới. Cảm ơn bạn. Dạ vâng. Xin chào bạn. Dạ vâng. Xin chào. Được biết bạn là một người làm trong nghề chứng khoán và bạn là những cái thế hệ rất là trẻ 9X. Thì bạn có thể cho mọi người biết được là việc đầu tư chứng khoán dễ hay khó? Thì em tên là Nguyễn Nhật Minh. Thì năm nay thì em 25 tuổi. Và em thì cũng đã có kinh nghiệm làm môi giới chứng khoán. Thì theo cái kinh nghiệm và kiến thức của em thì thực sự là để đầu tư chứng khoán nói là khó hay dễ thì nó cũng rất là khó nói. Tuy nhiên khi mà mình đã xác định được một cái kênh đầu tư, một cái công việc của mình thì em nghĩ rằng là khi chúng ta làm được hết sức mình thì lúc đấy thì kể cả công việc khó hay dễ chúng ta đều có sự nhiệt huyết rất là tốt đối với cái thị trường chứng khoán này. Còn về quan điểm nhận diện thì em nghĩ đây là một thị trường chứng khoán là một kênh cơ hội đầu tư rất là tốt đối với tất cả các nhà đầu tư đó. Và như anh như theo quan điểm của em cũng như là quan điểm của các những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ thấy rằng là kinh tế Việt Nam sẽ là một kinh tế rất là phát triển trong tương lai, và đó gần như là một cơ hội để cho nhà đầu tư vào những mã cổ phiếu lớn để có thể là kiếm được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ổn định trên thị trường. Dạ. Rất cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công. Dạ vâng, em cảm ơn.